Alo. Dạ, con chào cô. Con là nhân viên bên công ty phân bón ạ. Bên con đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng để tri ân khách hàng. Con gọi điện để chúc mừng cô là khách hàng may mắn nhất. Đúng vậy. Thiệt không? Dạ thiệt. Mà trúng cái gì vậy cô? Cô trúng một chiếc xe tay ga đó cô. Vậy hả? Vậy hả? Trời ơi. Ủa? Nhái. Dạ. Mới chợ về con. Dạ. Nay mua gì vậy? Cũng đang đi tìm. Rồi bà con xóm mình á cũng đang đi kiếm. Gì đây? Thì để mua đồ học tập. Đồ dùng học tập hả? Nhiều lắm. 200. Nóc.